Chào tất cả anh em, mình là Tài Bố Độ. Hôm nay mình sang bên Duy Tân, lội độ cây bô M4 cộng cổ bầu hơi ô tô, độ lên con CBR 150, màu đen nhám rất đẹp. Đây mình độ kiểu như kiểu dòng R6 và CBR 1000, đút sườn ra, không vắt ngang lên xe, nhìn rất đẹp, cọ xe và đi xe rất bay. Bác ra lổ máy mình không? Rất uy lực khi mình đá số vào đi được khá hoàn toàn. Rồi. Ok bạn ơi, cảm ơn tất cả anh em đã xem clip của mình nhé. Nhìn na ná dùng CBR 1000 đáo để. Nhìn từ góc này rất đẹp.